thuở ấy, buôn làng Mơ Nông lúc nào cũng nhộn nhịp vui vẻ. Người Mơ Nông sống bình yên giữa những dãy núi cao hùng vĩ, bên dòng thác Bức So ngày đêm reo vui tung bọt trắng xóa. Rẫy lúa ăn cả bon mới hết, ná to bắn cả bon mới nổi, ché rượu cả bon uống mới nhạt, làm rẫy cùng chung một vạt, làm nhà cùng chung một bon. Gia làng, nay ông thả trâu ở đâu vậy? Ta thả trâu ở bìa rừng gần chân núi. Vậy để tôi dắt trâu đi thả giùm ông, chiều tôi sẽ đưa chúng về, ông cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Hey, cái bụng ta muốn ở nhà, nhưng cái chân ta không có muốn. Ta vẫn còn khỏe, chân ta vẫn dẻo dai như con nai con hươu trong rừng. Vậy tôi vào rừng kiếm củi hái rau quả đây. Chim rinh đẻ trứng thì hạn, chim rang đẻ trứng thì trời âm u, gà rừng đẻ trứng thì rẫy đốt không cháy, chim clang đẻ trứng thì lúa sẽ bị lép. Núi rừng thật đẹp làm sao, buôn làng mình ở xa xa kia thật đẹp làm sao. Giỏi ngoan, tao biết mày sẽ ở ngay dưới đây đỡ tao mà. Bây giờ mày hãy bẻ những cành cây khô kia xuống để tao lấy củi về đun nấu nha. Củi đã bùng chặt, vui đã đầy rau quả, chúng ta về làng thôi. Thoát nạn rồi. Từ nay mày đừng chọc giận hổ dữ nha, nó sẽ ăn thịt mày đó. Tạm biệt mày nha, chó con. Mày nhanh chạy về với đàn của mày đi, cha mẹ của mày đang chờ mày đó. Mày không có đàn hay cha mẹ sao? Vậy mày cũng giống tao rồi. Mày có thể theo tao về buôn làng làm bạn, ở đó mọi người tốt lắm, không ai làm hại mày đâu. Được rồi, tụi mình về làng thôi. Bên kia những dãy núi cao chập trùng, rất xa xôi là kinh thành của vua Brum bạo ngược, hung ác, tham lam, chuyên sai quân đi cướp bóc khắp nơi. Ta nghe nói phía sau ngọn núi đó là những buôn làng Mơ Nông giàu có. Ngươi hãy cho quân lính đi tìm hiểu rồi về báo cho ta biết. Thưa đức vua Rùm vĩ đại, thần xin nghe lời người. Hey, mày bắt được nó ở trong rừng sao? Tôi thấy nó không có cha mẹ giống tôi, nên đưa nó về làm bạn. Lát nữa tao sẽ đưa mày đến chỗ này vui lắm. Mày thấy thác nước của buôn làng tao đẹp không? Nước mát lắm, mày xuống tắm đi. Bơ Đàm Ri, mày có dám nhảy xuống nước không? Dám chứ sao không. Đâm đi thật là dũng cảm, lại lặn giỏ và bắt được cá lớn nữa. Cứu, cứu, cứu.
Mày là trai làng gì mà dở ẹt vậy? Không biết bơi mày là sao trai hả? Trai làng mà mày không biết bơi hả? Làm sao mà lặn ngực bắt cá giỏi như tao được? Không sao, nếu mày muốn tao sẽ tập bơi cho mày. Ai cần mày dạy bơi? Mày ỷ mày giỏi được mọi người khen ngợi cái mày lên mặt với tao. Tao không có ý đó đâu. Không ai coi mình ra gì hết trơn. Trời ơi, đáng ghét mà. Tất cả mọi người trong làng này ai cũng thấy ghét hết trơn á. Thật là đáng ghét. Đi theo nó sẽ giúp chúng ta chiếm được buôn làng này, mang của cải về cho vua Râm Vĩ Đại. Mình không thèm chơi với bọn nó nữa, toàn lũ đáng ghét mà. Đứng lại đó. Cái người là ai? Ta là tướng quân của vua Râm Vĩ Đại. Vua Râm sao? Ở đất nước xa với chúng tôi mà, sao quân lính của ông ta lại tới đây? Định trốn sao? Xin ông tha mạng. Tôi biết ông vua Brum của mấy ông, tôi không có dám chống đối đâu. Bọn ta ở rất xa nơi này, nhưng người vẫn biết được danh tiếng của vua Brum vĩ đại. Ngươi cũng giỏi lắm đó. Đi theo phục tùng vua Brum, ngươi sẽ được coi trọng và được thưởng công xứng đáng. Hả? Nhưng các ông tới làng tôi làm gì? Ta đến tìm hiểu xem làng của các ngươi có giàu có hay không, rồi sẽ lấy hết mọi thứ về dâng cho vua Brum vĩ đại. Hả? Nếu ngươi đi theo giúp ta, sau khi chiếm được làng này, ta sẽ cho ngươi làm gia làng. Lúc đó tất cả mọi người trong làng này sẽ phải kính sợ và tôn trọng ngươi. Đúng vậy, tôi muốn tất cả mọi người phải kính sợ tôn trọng tôi. Làng này ai cũng cười nhạo chê bai, không coi tôi ra gì. Nếu được làm già làng, tôi hứa sẽ trung thành với vua Brum suốt đời luôn. Vua Brum chắc chắn sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều trâu bò chiên ché. Vậy ngươi có biết làng này giấu vũ khí ở đâu không? Phải đề phòng bọn chúng chống lại chúng ta. Hey, làng tôi trước giờ sống bình yên, không gây chiến với ai bao giờ, làm gì có vũ khí mà giấu. Thưa đức vua Brum đáng kính, làng mà nông bên Thác Bút So rất giàu có. Họ có đàn voi đông đúc, rất nhiều trâu bò dê lợn chen nhau ăn cỏ trong rừng. Gà trống gáy giang trời, gà mái đẻ con chạy khắp buôn làng. Nhà ai cũng có nhiều chiên ché, bắp lúa chất đầy kho, đời sống rất no đủ. Người giỏi lắm. Dân làng đó rất hiền, không có vũ khí để đánh lại chúng ta. Vậy ngươi hãy dẫn thêm quân lính băng rừng đạp núi đến đó, lấy hết mọi thứ về đây cho ta. Nè, mấy đứa nhỏ bọn này đuổi vào quá té bây giờ. Đốt hết cho ta. Chạy đi bên đây. Chạy đi. Chạy đi. Có chuyện gì vậy? Sao gia súc của buôn làng lại chạy vào rừng trốn? Trời ơi, hãy đưa tao lên cành cây cao nhất. Không dám chống lại thì sẽ mất mạng. Có chuyện xấu xảy ra với buôn làng rồi, mình phải về nhanh thôi Voi ơi. Đó là nhà của già làng. Nhà ông ta có rất nhiều trâu bò, chiên ché, lúa bắp chất đầy kho. Thằng chấp, mày là con của buôn làng,
Sao mày lại dẫn giặc về đây cướp phá hả? Mày là con sâu con bọ làm hại dân làng. Lòng dạ mày độc ác như con rắn con rết. Mày hãy cút đi. Cút đi. Nó là anh em của tao. Nó đã hứa trung thành với vua Brum Vĩ Đại, không ai được đụng vào nó. Dân làng các ngươi hãy noi gương thằng chấp, hãy phục tùng và trung thành với vua Brum Vĩ Đại. Các ngươi cướp của, đốt phá buôn làng ta. Vua Brum của các ngươi độc ác, bạo ngược, hãy cút khỏi buôn làng chúng ta. Cút khỏi buôn làng ta. Đây là nhà của thằng Dumpri. Nó nghèo nhất làng. Trong nhà không có gì hết trơn. Thế thì bắt con chó đốt nhà nó cho ta. Lũ giặc kia, ai cho tụi bay đến làng tao làm loạn? Mày là ai? Tao là Dumpri, người con của buôn làng này. Ai cho tụi bay đến đây cướp phá? Ai cho mày bắt chó của tao? Tao bắt theo lệnh của tướng quân vua Frum. Và lại có sao không? Chính thằng chập dẫn quân giặc đến đây cướp phá. Mày thật độc ác, dám làm hại buôn làng. Tụi giặc đánh đập đi bị thương rồi. Nếu các người dám chống lại vua Brum thì sẽ đổ máu như nó thôi. Chúng ta không chống lại chúng được đâu. Chúng rất mạnh và hung ác. Nếu còn chống lại thì sẽ bỏ mạng đó. Tiếp tục cướp phá hết cho ta. Con bị thương rồi, chúng ta không thể chống lại tụi giặc hung ác đâu. Lũ giặc thật độc ác. Bây giờ chúng ta biết phải làm sao đây? Đúng rồi, giờ phải làm sao? Của cải thì bị cướp bóc, nhà cửa thì bị đốt cháy hết rồi. Tao phải làm gì để giúp dân làng đang khốn khổ đây? Mày đi hái lá thuốc về cho tao trị thương sao? Cảm ơn mày nhé, chó ngoan. Mày đừng sợ, tiếng hổ gầm ở xa lắm. Mày sợ tao gặp nguy hiểm sao? Tụi tao không bỏ rơi mày đâu. Chúng ta ngủ thôi, sáng mai ta phải quay về buôn làng, không thể để bọn giặc cướp phá như vậy được. Ông hứa cho tôi làm già làng, tôi sẽ bắt dân làng khuất phục và trung thành với vua Krum mãi mãi. Tao nhớ chứ, mày rất giỏi mà. Tụi tao đã lấy được bao nhiêu thứ quý giá về cho vua Krum vĩ đại, làng này sẽ là của mày. Nhưng lũ làng vẫn còn muốn chống đối, chưa chịu khuất phục. Phải làm sao cho tụi nó yếu đi, không còn nghĩ đến chuyện chống lại bọn ta nữa. Nếu đứa nào cũng khỏe và liều lĩnh như thằng Dumpri thì rất nguy hiểm. Cái chức già làng của mày sẽ khó mà giành được đó. Cái thằng đáng ghét đó, nó rất được lòng của dân làng. Tôi phải nghĩ cách mới được. Tôi nghĩ ra cách rồi. Hay lắm, kế này của mày rất hay. Vua Brum Vĩ Đại rất thích nơi này, nhưng tiếng hát nước quá lớn sẽ khiến người ăn không ngon, ngủ không yên. Làng các người muốn yên ổn thì bây giờ hãy dỡ đá phía trên đỉnh thác, thả xuống dưới để ngọn thác thấp xuống, nước chảy êm tai hơn. Không thể làm vậy được, như vậy là xâm phạm đến thác nước thiêng liêng.
làm sao mà dỡ đá cho dòng nước chảy êm được. Trời ơi, thác nước cao như vậy trời mà ơi. Bây giờ chúng ta lũ phải làm bao nhiêu lâu là độc ác mà. Không nói nhiều, các người muốn sống yên ổn thì hãy làm theo lệnh của vua Brum vĩ đại. Các người hãy lên phía trên ngọn thác và làm việc. Ai làm việc thì có gạo và muối để ăn, nếu không thì chết đói cả làng. Để dân làng không thể chống trả, lũ giặc dắt kiệt sức của dân làng bằng cách bắt dân làng phải làm việc cả ngày. Từ người trẻ đến người già, đàn ông và đàn bà, ai ai cũng phải làm việc cực khổ và nguy hiểm. Làm việc đi, đồ lười biếng. Các ngươi mà không làm thì sẽ chết. Già làng có sao không? Ông hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt, để tôi làm cho. Tụi mày thật độc ác, người già sao có thể làm việc cực khổ như vậy được. Mày cao lớn khỏe mạnh như vậy, mày đến dỡ những hòn đá lớn đi, để hòn đá nhỏ cho người già làm. Đừng chống lại tụi nó, nếu không làm chúng sẽ làm hại hết cả làng ta đó. Nhưng chúng bắt dân làng làm việc cực khổ cũng là muốn hại chết dân làng rồi. Cái bọn chống đối này cứ xích nó lại, bỏ đói nó vài ngày là nó sợ và ngoan ngoãn nghe lời thôi. Làm sao đi? Nhà cửa bị đốt hết rồi. Cha ơi, cha đừng chết mà cha. Già làng ơi, chúng ta không thể để bị ức hiếp như vậy được. Già làng hãy kêu gọi mọi người cùng đứng lên chống lại lũ giặc. Làm sao mà chúng ta chống lại chúng được đây? Chúng ta phải bắt được tên tướng giặc. Ta phải bắt được tên tướng giặc. Nếu bắt được tướng giặc thì tụi giặc sẽ như rắn bị mất đầu, chúng sẽ sợ hãi mà rút quân. Cái tụi độc ác này như nấm mọc sau mưa, bắt được tướng giặc này rồi sẽ có nhiều tướng giặc khác tìm đến thôi. Nhưng chúng ta phải đứng lên cho họ thấy dân làng không thể bị áp bức bóc lột. Cứ như vậy dân làng sẽ chết mất. Dân làng chúng ta quen sống bình yên no ấm, bây giờ phải chịu đói khổ, sức khỏe thì suy kiệt vì phải làm việc quá sức, cây bụng không đủ no, trong tay không tất sắt, làm sao đánh giặc. Nhưng nếu chúng ta cúi đầu chịu đựng thì cả làng cũng sẽ chết. Chúng ta phải đoàn kết đánh đuổi bọn giặc, dù có hy sinh nhưng chúng ta sẽ được tự do rồi xây dựng lại buôn làng. Đúng rồi đó, cầm quyền nói đúng rồi đó. Nó đã rớt xuống vực sâu rồi, chắc chắn sẽ không giữ được mạng. Vậy là loại bỏ được một tên muốn làm phản. Bọn dân làng đó sẽ không dám chống đối lại chúng ta nữa. Mau quay về làng canh chừng cho ta. Chó ngoan, mày đừng kêu lên vậy, hộ sẽ đến bắt mày đó. Tạ ơn thần linh bảo vệ, con vẫn còn sống.
Thật may là tội giặc tưởng tao đã rơi xuống vực tan xác nên bỏ đi. Tao sẽ đi tìm người giúp đỡ buôn làng. Người mà nông khắp vùng núi này rất đông. Chúng ta còn có những dân tộc anh em khác, chắc chắn sẽ có người giúp làng tao đánh đuổi bọn giặc. Dạ ơi, có thể cho tôi xin một nắm cơm không? Cậu đói lắm sao? Ăn đi. Cảm ơn già. Tôi đã ăn rau quả trong rừng mấy ngày nay, hôm nay mới được ăn cơm. Già chỉ giùm tôi nhà của già làng này với. Mà sao làng vắng lặng vậy? Nhà già làng á, có mái cao nhất đó. Người làng vào rừng lên rẫy hết rồi. Già làng ở nhà canh lũ khỉ phá phách ăn trộm bắp. Vậy tôi chào già. Tôi đến gặp già làng đây. Cảm ơn già đã cho tôi ăn cơm. Cậu là ai? Có chuyện gì lại ghé làng ta vậy? Tôi là Damri, đến từ làng Bờ Nông bên thác nước Bức So. Làng của chúng tôi đang bị giặc của vua Brum đến cướp phá. Tôi đến đây cầu xin già làng hãy đến giúp làng chúng tôi đánh đuổi quân giặc. Hey, không được đâu. Vua Brum bên kia dãy núi rất là hung ác bạo ngược. Làng chúng ta không muốn mang dạ đâu. Nếu quân giặc Brum chiếm được làng tôi, đến khi không có gì để cướp phá nữa, chúng sẽ tràn đến các làng khác để cướp phá. Chúng ta phải cùng nhau đoàn kết đánh đuổi quân giặc. Hey, làng chúng tôi xa như vậy lại nghèo đói, quân giặc chẳng có gì để cướp phá đâu. Cậu hãy đi tìm làng khác giúp đỡ đi. Đi đi. Nè, ta chỉ giúp cậu được vậy thôi. Cậu đi đường bình an nha. Cảm ơn già làng. Nếu ông thay đổi ý định, hãy đưa người đến làng tôi giúp đỡ. Không nản chí, chàng Damri cùng chú chó băng rừng lội suối, tìm đến nhiều làng người Mênông và các dân tộc anh em khác xin giúp đỡ. Ai ai cũng sợ tiếng ác của vua Brum, nên không ai dám giúp đỡ làng của chàng Damri. Mày đừng sợ, có tao ở đây. Trời nắng quá. Nước mát quá. Mày phải uống nhiều vào nhé. Mày yên tâm, tao với mày ngủ trên cây thì sẽ không có thú dữ nào làm hại mình được đâu. Xin chào nữ thần mặt trời. Chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Chó ngoan, bắt lấy cá. Mày phải ăn cho no để theo kịp tao nha. Không biết dân làng sao rồi. Mình đã đi bao nhiêu lần mặt trời lên rồi xuống mà vẫn không có ai giúp đỡ. Buồn quá. Mình nhớ làng, nhớ mọi người quá. Chó ngoan thường rất ít sủa khi ở trong rừng vì sợ gặp thú dữ. Sau này nó lại sủa ầm ĩ lên vậy. Chắc nó đang gặp nguy hiểm rồi. Mình phải nhanh tìm cứu nó. Thì ra là mày sủa bóng mày dưới nước, làm tao cứ tưởng mày gặp nguy hiểm chứ. Mày nhìn thấy không, bóng tao cũng in dưới nước đó. Không có con chó nào dưới đó đâu. Thôi, mày đừng sủa nữa. Chúng ta phải tiếp tục lên đường thôi. Trời sắp tối rồi. Mày không đi là tao đi trước đó. Mày cứ ở đó sủa tiếp đi. Hổ dữ mà xuất hiện, tao không cứu nổi mày đâu. Là hổ thật sao? Tao nói mà mày không chịu nghe. Bây giờ phải làm sao đây?
Mở hộ. Tao không muốn đụng độ với mày đâu. Tao đang có việc gấp, mày hãy tránh đường để tao đi. Chó ngoan là bạn thân của tao, mày đừng hòng ăn thịt nó. Chó ngoan, mày hại chết bạn thân của tao rồi, tao phải liều mạng với mày. Chó ngoan ơi, mày đâu rồi? Mày rất thích hồ nước này, giờ mày chìm xuống đó rồi, tao sẽ để mày ở dưới đó nhé. Cảm ơn mày đã dũng cảm cứu tao mà bỏ mạng, nhưng giờ tao lại chẳng thể làm gì cho mày được. Tao phải tiếp tục lên đường tìm người về cứu dân làng đây. Tạm biệt chó ngoan, bạn thân của tao. Tao sẽ tìm cách cứu những người vô tội, những con vật vô tội, để không ai phải mất mạng như mày nữa. Không có chó ngoan đi cùng, mình thật cô đơn. Tiếng sủa của chó ngoan đây mà, nó vẫn còn sống sao? Chó ngoan, tao tưởng sẽ không gặp lại mày nữa. Mày không bị thương sao? Lúc nãy tao thấy mày bị chảy máu rồi chìm nghiễm dưới hồ nước. Sao mày cứ sủa miết vậy? Mày không sợ hổ dữ quay lại ăn thịt sao? Chuyện gì thế này? Sao răng hổ lại rụng hết vậy? Có phải vì hồ nước này nên mày trở thành mình đồng da sắt rồi không? Chó ngoan, mày thử cắn tay tao xem có chảy máu không. À, mày sợ bị gãy hết răng giống con hổ đúng không? Vậy thì tao phải liều thử xem. Đây đúng là hồ nước thần rồi. Mình đã trở thành người mình đồng da sắt rồi. Mình sẽ có sức mạnh vô địch để chống lại tụi giặc hung ác bạo tàn. Mình phải quay lại cứu dân làng thôi. Cảm ơn mày đã cho tao biết về hồ nước thần. Chúng ta đều trở thành mình đồng da sắt rồi, không gươm dao nào có thể làm hại chúng ta. Giờ tao sẽ lấy nước vào bầu để dành khi cần mang ra dùng. Đúng rồi, chúng làm già làng có nhiều việc phải làm lắm đây. Phải bắt lũ dân làng vào rừng đốn gỗ về làm lại nhà, nuôi lại trâu bò dê lợn, lên rẫy trồng lúa trồng bắp. Rồi mình sẽ bắt cái lũ dân làng phải cống nạp cho mình. Lúc đó mình chỉ cần nằm chỗ ăn no uống say, sung sướng quá. Lại có kẻ hầu người hạ nữa. Mùi khoai lang nướng thơm quá. Ê, tụi mày làm gì vậy? Chúng tôi đói quá nên mới lên rẫy móc được mấy củ khoai còi cọc về nướng ăn nè. Đúng rồi đó. Tụi mày chỉ chơi suốt ngày, cần gì phải ăn nhiều. Ông cũng đi chơi suốt ngày mà được ăn thịt uống rượu đó. Kệ tao, đưa cho tao củ khoai lớn nhất nhanh lên. Nóng quá. Leo leo. Cái đồ tham ăn. Ông ăn nhiều nữa đi, rồi rụng hết cái răng, cái miệng không nhai được thịt, không ăn được cơm nữa. Đáng đời, đáng đời. Tụi mày phải gọi tao là già làng. Tao sắp thành già làng rồi nha. Chạy đi. Lúc đó tao sẽ trừng phạt tụi mày. Tao sẽ bắt cha mẹ tụi mày làm việc nhiều hơn nữa. Rồi tao không cho nhà tụi bay gạo muối, cho tụi mày chết đói luôn. Ông là tay sai cho quân giặc. Đồ phản bội dân làng. Ông sẽ bị thần sấm, thần sét trừng phạt. Tướng quân vẫn còn ở đây á. Còn mày lại trốn đi đâu ngủ một giấc, giờ này mới ra đây hả?
Dạ, tôi đâu dám. Tôi mới đi ngang ngóng xung quanh. Của cải trong làng ông lấy hết trơn về kinh thành. Lũ làng làm việc cực khổ bao ngày qua, chắc không còn ai có sức chống phá nữa. Ông hãy rút quân đi, để tôi làm già làng dẫn dắt lũ làng trung thành với vua Rum vĩ đại. Mày là ai? Tao là Nam Tri, người con của làng này. Tướng quân nói nó đã chết với Dực Thẩm rồi mà. Nhưng sao nó lại cao lớn, nước da như sắt như đồng, người lại khỏe hơn gấp bội thế kia. Đâm Bri hả? Nó còn sống sao? Thằng Nam Ri thành thần rồi. Đúng rồi, bây giờ mới làm thơ hoa. Tôi biết rồi, giờ lại báo tướng quân thôi. Đúng, đúng, đúng. Giỏi ngoan, tao đã về rồi đây. Mày hãy gom hết gươm giáo của tụi giặc để dân làng làm vũ khí. Hãy gọi những người bạn của mày đến cùng dân làng đánh đuổi quân giặc. Tao chạy về làng trước đây. Ây trời ơi, Đâm Ri còn sống. Đâm Ri còn sống. Đâm Ri còn sống. Phải đó. Đâm Ri sẽ cứu lại của chúng ta. Sao tụi mày lại về đây? Tụi mày phải ở ngoài thác nước canh chừng dân làng cho tao. Thằng Đâm Ri trở về rồi. Tụi bay đi nắng nên bị hoa mắt rồi sao? Chính mắt tao thấy thằng Đâm Ri rơi xuống vực thẳm đen ngòm. Nó chết mất xác dưới đó rồi. Tướng quân ơi, nó đã trở thành thần. Mình đồng gia sắc, gươm giáo của chúng ta không thể làm nó bị thương. Tụi bay đừng có nói láo. Có gia thịt nào mà chống được gươm giáo của bọn ta chứ? Tôi vẫn còn sống, trở về bắt ông phải chịu tội đây. Mày là thằng Đâm Ri sao? Mày thành thần thật rồi sao? Tao không tin là gươm của tao không thể làm mày bị thương. Mày lừa được quân lính của tao, nhưng không lừa được tao đâu. Sao có thể như vậy được? Tụi mày hãy xông lên giết nó cho tao. Xông lên. Không thể nào. Thằng Đâm Ri, lẽ nào nó là con nhà trời? Ta không thể nào địch lại nó. Xin ông hãy cho tôi theo với Đâm Ri, mà nó bắt được tôi là nó giết tôi mất. Mặc kệ ngươi, tránh ra cho ta. Đâm Ri đã đánh được đúng quân giặc rồi. Làng chúng ta đã được cứu rồi, bà con ơi. Đâm Ri đúng là con của nhà trời rồi. Đâm Ri, quay ngựa Đâm Ri. Đâm Ri, con đã cứu cả làng chúng ta. Quân giặc vẫn chưa chịu thua đâu. Chúng sẽ chạy về nhờ vua Rum giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đã có vũ khí để chống lại quân giặc. Dân làng hãy cầm gươm giáo lên, đuổi theo diệt hết quân giặc để chúng không quay lại làng nữa. Chúng ta phải chạy về kinh thành, nhờ vua Rum cho thêm chi viện, quay lại làng giết thằng Đâm Ri. Chúng ta phải lấy mạng của nó mới được. Sao mọi người đứng im đó vậy? Hãy cầm gươm giáo lên, cùng tôi đánh đuổi lũ giặc. Dân làng đói khổ bao lâu nay, giờ chẳng ai còn sức cầm gươm đánh giặc nữa. Nếu đuổi theo lũ giặc, lỡ đâu chúng quay lại trả thù cả làng, làm sao mà tha được? Sẽ không tha cho chúng ta đâu. Đúng vậy, bọn chúng rất là độc ác, hung hãn. Vậy thì chúng ta càng phải đuổi theo diệt giặc, để chúng biết dân làng ta không sợ chúng. Chúng bị đánh tan tác sẽ không dám quay lại lần nữa. Nhưng làng ta có cậu là dũng sĩ đánh giặc rồi. Tôi giặc sợ cậu rồi, không có dám quay lại đâu. Dù tôi mình đồng gia sắc, nhưng không thể chống lại bọn chúng mãi được. Tại sao cậu lại trở thành mình đồng gia sắc như vậy?
Thưa già làng, tôi đã tắm ở một hồ nước thần kỳ trong rừng sâu. Phải đi liên tục 7 ngày 7 đêm mới gặp hồ nước đó. Tôi có mang theo một bầu nước về, nhưng lại làm rơi dọc đường. Hồ nước thần sao? Có nước thần kỳ đến vậy sao? Tôi sẽ dẫn dân làng đến đó. Chúng ta cùng tắm nước thần. Nếu bọn giặc quay lại, cả làng ta sẽ cùng nhau đánh giặc. Tôi không dám đâu. Cậu là con nhà trời, tắm nước thần mới thành thần mình đồng gia sắc được. Ờ, đúng rồi đó. Cậu dám đứng cho quân giặc chém, chứ chúng tôi không dám đâu. Lời chúng tôi tắm mà không có mình đồng gia sắc giống như cậu, rồi bị chém chết thì sao? Ờ, đúng rồi, rồi làm sao? Bây giờ chúng tôi sức tàn lực. Thì ra nó đã tắm hồ nước thần nên mới có mình đồng gia sắc như vậy. Tướng quân, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút được không? Đúng rồi đó tướng quân ơi, chúng ta đã chạy được khá xa rồi, thằng Nam Ri chắc không đuổi theo kịp nữa đâu. Chúng ta tìm nơi nghỉ ngơi, ăn uống lấy sức rồi đi tiếp. Tiếng gì vậy? Hình như là tiếng vô dặm. Thằng Nam Ri đuổi đến nơi rồi. Chạy, chạy, chạy tiếp thôi. Lũ giặc kia, các ngươi đừng hòng chạy thoát. Nam Ri mãi miết đuổi theo quân giặc, không hề biết mệt, không hề biết đói. Chàng đuổi theo chúng 7 ngày 7 đêm, băng rừng đạp núi qua tận kinh thành của vua Rum. Mau mở cổng thành cho ta vào gặp vua Rum. Các người hãy đóng cổng thành lại, không được cho bất cứ ai vào thành. Có chuyện gì vậy tướng quân? Ngài đang bị truy đuổi sao? Buôn làng bên kia dãy núi, nguy hiểm vậy sao? Buôn làng đó có nguy hiểm mấy cũng không thể kéo cả làng sang đây đánh chúng ta được. Không phải cả làng, chỉ có... Các ngươi đừng có nhiều lời, lo canh gác đi. Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì? Ta là Đam Ri, người con của buôn làng Mơ Nông, sống cạnh thác Bức So bên kia dãy núi cao. Ta muốn gặp vua Brum của các ngươi. Mày biết vua Brum là ai không mà đòi gặp mặt? Mày đến xin vua của chúng ta tha cho dân làng chúng mày đúng không? Một mình mày thì làm được gì? Cút về làng của mày đi. Chính ta là người đã đánh đuổi tướng quân và đám quân của ông ta về tận đây. Các ngươi đừng hòng cản đường ta. Chỉ có mình thắng ta mà đánh cho tướng quân chúng ta thảm hại như vậy, còn đuổi về tận kinh thành nữa. Vua Brum, hãy mở cổng thành cho ta vào gặp ông. Ngươi không được làm loạn ở đây. Thưa đức vua Rum vĩ đại, ngươi là tướng quân của ta sao? Sao nhìn ngươi thê thảm vậy? Đám người nào đã hại ngươi ra thế này? Thưa đức vua, chỉ có một tên Đam Ri, người làng Mà Nông bên dòng thác Bút So thôi. Chỉ có một tên thôi sao? Ngươi là tướng quân giỏi nhất của ta mà lại chịu thua sao? Nó là người trời phái xuống giúp người Mà Nông đó. Hả? Người trời? Nó bị tôi dồn vào chỗ chết mà không chết, rồi quay lại hiến ngang như một vị thần. Chúng tôi không đánh lại nó, dao gươm đụng vào da thịt nó là gãy vụn hết. Ngươi đừng nói lâu, không ai có thể mạnh hơn ta. Thưa đức vua, thằng Đam Ri đang phá cổng thành vào gặp người. Gươm giáo của chúng tôi đụng vào người nó là gãy vụn. Mang thêm quân lính ra bắt nó cho ta. Trăm quân không bắt được thì ngàn quân. Dạ. Thấy Đam Ri chỉ có một mình, lão Vương Rum độc ác liền xua cả trăm quân lính ra bao vây hòng bắt sống chàng. Ta phải bắt sống nó về cho vua Rum vĩ đại trị tội. Hãy gọi vua của các ngươi ra đây. Ta muốn nói chuyện với ông ta. Ông ta không được mang quân đến cướp phá làng của chúng ta nữa. Đúng là châu chấu đá voi. Ngươi chui vào hang cọp rồi. Dù ngươi có mình đồng gia sắc cũng không thể chống lại quân ta đâu. Hãy ngoan ngoãn chịu trói rồi phục tùng vua Brum vĩ đại của bọn ta đi. Không bao giờ. Bắt sống nó cho ta. Anh đúng là người nhà trời rồi. Quân bay đâu? Tiếp tục sống lên cho ta.
Ngươi cứ mang hết quân lính ra đây cho ta. Ta sẽ đánh đến tên lính cuối cùng của lão vua Brum độc ác. Thưa đức vua Brum. Đừng thưa gửi dài dòng nữa. Ngươi đã diệt được tên đâm đi đó chưa? Nó chắc chắn là người trời rồi. Quân của chúng ta ra, trăm quân bị diệt cả trăm, ngàn quân bị nó diệt cả ngàn. Vũ khí hư hỏng rất nhiều. Các ngươi là đồ vô dụng. Đích thân ta sẽ dẫn quân ra bắt nó. Chuyện này mà để các vua nước khác biết thì ta không còn mang tên vua Brum vĩ đại nữa. Vua Brum vĩ đại của chúng ta đích thân ra trận. Lần này thì thằng Dumbri không thoát được đâu. Tất cả bao dây xung quanh nó cho ta. Từ từ siết vòng dây. Một con kiến cũng không để lọt ra ngoài. Ông trốn trong cung điện như con chuột trốn trong hang. Ông không được đưa quân sang cướp phá buôn làng của ta nữa. Mày có là thần thánh hay người trời cũng không cản được gió ngựa của quân ta đâu. Hãy đưa ta chịu trói đi. Ta dù bỏ mạng ở đây cũng sẽ cản các ngươi đến cùng. Hãy để dân làng của chúng ta được sống yên bình. Đích thân ta phải ra tay thôi. Mau bảo vệ đức vua. Gươm quý của ta. Dumbri và dũng cảm đánh nhau với quân giặc suốt mấy ngày liền. Tiếng gươm giáo da nhào vang khắp núi rừng. Khắp nơi đều nghe tiếng và biết chuyện chàng Dumbri dũng cảm đang chiến đấu với vua Brum và quân lính của ông ta. Trong khi Dumbri vẫn dũng cảm chiến đấu thì con voi của chàng đã dần kiệt sức. Nó không đủ sức để đánh trả quân giặc và bảo vệ cho Dumbri nữa. Giết chết con voi của thằng Dumbri cho ta. Voi ơi, mày sao rồi? Mày đừng chết. Voi ơi, mày đừng bỏ tao. Thả ta ra. Thả ta ra. Trói chặt nó lại cho ta. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Ngươi thật to gan, dám đánh tan tác quân của ta. Giết chết hắn đi. Ta sẽ không giết nó ở đây. Phải đưa nó về buôn làng của nó. Giết nó trước mặt dân làng của nó để làm gương. Từ nay đừng bao giờ chống đối lại ta nữa. Người đúng là biết nhìn xa trông rộng đó, thưa đức vua Brum vĩ đại. Thật là tội nghiệp Dumbri. Cậu ta muốn cứu làng, nhưng mà bây giờ không xong rồi. Mình động gia sắc như Dumbri. Dumbri bị vua Brum vĩ đại trừng phạt. Lần này thì không ai dám đụng vào ta nữa. Ta chắc chắn sẽ được làm già làng. Ta sẽ cho dân làng các ngươi tận mắt nhìn thấy thằng Dumbri cháy thành than dưới tay ta. Chúng hại chết Dumbri rồi. Thì dũng sĩ bảo vệ làng ta sắp chết rồi. Thằng Dumbri chết rồi. Hả? Nó còn sống sao? Chất thêm củi đốt nó cho ta. Chất thêm củi nhanh lên. Dumbri còn sống. Dumbri còn sống. Dumbri đã phá được xích sắt rồi. Đâu? Giết nó cho ta. Dumbri, hãy đến chỗ thác nước mắm xò, dâng lửa trên người.
Dân làng hãy tránh ra, coi chừng bị đốt cháy. Chấp, mày làm cái gì vậy? À, thưa đức vua Rum, tôi muốn giúp ngài giết tên Dumpri kia. Ngươi biết gì mà giúp? Đã tài giỏi như vậy còn không làm được gì hắn. Tôi biết thằng Dumpri nó mình đồng da sắt vì nó đã tắm ở hồ nước thần. Hồ nước thần sao? Đúng rồi, chính tay tôi nghe nó nói cho dân làng biết mà. Nhưng mà hình như nó chưa có uống nước thần. Bên trong người nó chắc chắn cũng giống như chúng ta thôi. Thật sao? Vậy thì vẫn còn cách tiêu diệt hắn từ bên trong người của hắn. Đúng rồi thưa đức vua. Hay, hay lắm, ngươi cũng được việc đó. À, chỉ cần người cho tôi làm già làng, bắt tất cả lũ làng phải kính nể tôi, thì việc gì tôi cũng có thể làm giúp người, thưa đức vua Rum vĩ đại. Đường cùng rồi, ngươi hãy nghe theo lời nó đi. Hãy kêu quân lính làm một cái móc sắt thật nhọn cho ta. Thằng Đâm Đi đang đến thác nước để dập lửa, phải nhanh lên mới kịp. Bích So tin dữ về cái chết của chàng Đâm Ri truyền đi khắp núi rừng Tây Nguyên. Đâm Ri chết rồi. Dập tắt ngọn lửa đó cho ta. Ngươi có thể giết chết ta, nhưng không thể giết chết trái tim căm thù lũ giặc độc ác các ngươi. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Lũ giặc, các ngươi hãy cút khỏi buôn làng chúng ta. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy để dân làng của ta được sống bình yên. Hãy theo tấm gương chiến đấu anh dũng của Dumpri, chúng ta hãy cùng nhau đánh đuổi quân giặc. Dumpri, cút đi lũ giặc, cút đi. Mau, mau về kinh thành, đưa thủy quân lính diệt sạch làng này cho ta. Cho tôi theo với. Hãy trừng trị tên phản bội kia cho ta. Chúng tôi tới đây giúp anh em đồng bào đánh đuổi quân giặc. Cái chết của chàng Đâm Ri anh dũng đã làm cho dân làng khắp nơi thức tỉnh. Họ đoàn kết một lòng đánh đuổi vua Rum và quân lính của hắn đến tận kinh thành. Ngọn lửa từ trái tim bất diệt của Đâm Ri đã đốt cháy cung điện của vua Rum. Từ đó quân giặc Rum không còn dám tới cướp phá. Dân làng Mơ Nông quay lại cuộc sống yên bình, no ấm trước đây. Những câu ca về chàng Đâm Ri, người con dũng cảm của buôn làng Mơ Nông còn vang vọng mãi khắp núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ. Rền rĩ giọng thác Bức So, nhỏ to thì thầm thương nhớ, muôn thuở chàng Đâm Ri, kỳ lạ thay trái tim lửa rực đỏ giữa chốn núi rừng. Đánh thật đau cái thằng bần cho ông, nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà lành. Cha ơi, cha đừng đánh anh bần nữa. Dừng lại, hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay. Cha đã hứa với anh bần nên con cũng thương anh ấy. Thằng hầu đâu, dẫn cô lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đại cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi.
Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh Bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà, tốt bụng có tạo ra cơm ăn, vàng bạc được không? Vậy nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác xơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền để hỏi cưới em lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu. Chàng Bần ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng lụa, con gái của phú ông. Đốn củi thế này biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi, bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế, lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không? Sợ bi đâu. Ta phải giúp chàng Bần mới được. Đêm khuya thế này chắc mọi người cũng đi ngủ rồi. Đứng lại đó. Dạ cha. Đêm hôm khuya quắc, con tính đi đâu vậy? Con giấu gì phía sau vậy hả? Dạ thưa cha, không có gì ạ. Nhà ngươi dám! Trả lại cho ta mau. Cha, đây là trang sức của con mà. Đúng là nuôi ông tay áo. Nửa đêm nửa hôm, con định lấy vàng bạc của nhà này cho thằng Bần đúng không? Con Thâu, canh cổng thật kỹ. Chừng nào cô lụa còn tơ tưởng đến thằng Bần đó thì một bước cũng đừng mong ra khỏi cái nhà này. Dạ thưa ông. Chàng Bần ơi, không biết bây giờ chàng đang làm gì. Lẽ nào cây này có yêu tinh? Chàng tiểu thư, xin dừng tay, làm ơn dừng tay lại. Ngươi lại? Ta là mộc tinh, trú ở trong cái cây này đã 300 năm rồi. Thì ra là mộc tinh. Vậy thì hôm nay ta nhất định phải đốn hạ cây này, trừ mối nguy hại cho dân lành. Khoan khoan, chàng tiểu thư,
Hãy nghe ta nói, ta là một tinh, nhưng chưa bao giờ làm hại ai. Vậy tại sao ngươi lại quá phép hại ta? Ta quá phép chẳng qua để đuổi ngươi ra khỏi khu rừng, không làm hại cây cổ thụ mà thôi. Không ngờ người Phạm Như Mi lại có sức khỏe như vậy, làm tiêu hao bao sức lực tu luyện của ta. Chẳng giấu gì ngươi, thật ra ta vốn là tiên ở trên trời. Ta vốn là một tiên cai quản Dượng Thượng Quyến ở tiên đình. Chẳng may một lần ngủ quên, để yêu ma lọt vào tàn phá cả khu rừng. Chết ta rồi, Ngọc Hoàng trách phạt. Này ta xuống trần gian trở thành một tinh, trú ngụ tại gốc cây cổ thụ này để ăn năn sám hối. Đến nay đã 300 năm, thân cây cổ thụ này là nơi trú ngụ hàng trăm năm qua của ta. Nếu người đốn đi, ta sẽ hồn bay phách lạc, chẳng thể nào tu luyện để trở về thiên định được nữa. Hoàn cảnh của ông cũng đáng thương, nhưng ta cũng đang gặp khó khăn. Nhiều ngày rồi ta mới tìm được gỗ quý. Nếu không đốn cây, ta lấy gì kiếm tiền để sắm mâm cỗ hồi cưới con gái phú ông? Mâm cỗ à? Chà, ta có thể giúp người. Thật sao? Ta cho ngươi mâm thần, có thể biến ra thức ăn cho ngươi ăn cả đời không hết. Chỉ cần nhà ngươi hứa không đốn cây cổ thụ này, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Nếu quả thật có vật báo như vậy, ta đồng ý. Ông định lừa ta sao? Mâm này có khác gì mâm bình thường đâu. Nghe ta nói đã, mỗi lần muốn ăn gì, ngươi hãy gõ vào mâm thần 3 cái, rồi đọc tên món ăn. Khi đó thức ăn sẽ xuất hiện. Nếu không tin, ngươi cứ thử. Mâm thần ơi, hãy cho ta một thấu cơm nóng và một con gà quay. Ôi đúng là mâm thần thật rồi. Mộc Tinh, ông cùng ăn nhé. Bẩm ông ơi, ông ơi, có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy? Bẩm ông, thằng Bần á, nó tới hội cưới con Lụa kìa ông. Dạ con chào ông, hôm nay con tới đi hỏi cưới em Lụa ạ. Ôi chàng Bần, cuối cùng chàng cũng đến. Hỏi cưới? Vậy đã có tiền sắm cổ chưa mà đòi cưới con gái ông? Dạ thưa ông, có chiếc mâm thần này thì muốn có bao nhiêu mâm cổ của ngon vật lạ gì trên đời đều có được ạ. Người nói mâm này là mâm thần. Thật là nực cười. Hầu đâu, đuổi cổ cái thằng vừa nghèo vừa điên này ra cho ông. Bẩm ông, xin ông cho con chứng minh lời con nói là thật ạ. Mâm thần, hãy cho ta một mâm cổ thịnh soạn và bình rượu quý thiết đại phú ông nào. Rể hiền, uống đi con, uống nữa đi con. Thưa ông, xin ông định ngày để con được qua nhà chính thức hỏi cưới em Lụa. Được, vậy hôm nay ngươi hãy mời bà con đến ăn cỗ để báo hỷ. Sau đó ta sẽ định ngày lành tháng tốt để chính thức gả con. Cảm ơn ông, vậy con đi thông báo cho bà con đây ạ. Nghe nói hôm qua cậu Bần đãi cổ cả làng để báo hỷ cưới cô Lụa đó bà con ơi. Cậu Bần nhìn thế mà giỏi quá. Thôi nhanh chân lên, chứ hết phần bây giờ. Dạ thưa bà con, hôm nay tôi mời bà con đến đây là để đãi cổ báo hỷ, xin phép được hỏi cưới cô Lụa, con gái của phú ông. Cậu Bần thiệt có lòng, bà con chúng tôi cảm ơn cậu trước à. Thế cổ đâu? Sao giờ chưa thấy vậy cậu Bần? Dạ thưa bà con, bà con đừng vội ạ. Đây là chiếc mâm thần, có thể biến ra mọi loại cao lương mỹ vị, ăn không bao giờ hết ạ. Trời ơi, có thật không vậy? Cậu đừng đùa với chúng tôi à ngang. Dạ bà con đừng nóng ruột, tôi sẽ biến ra đồ ăn ngay đây. Mâm thần,
hãy cho ta mâm cỗ thịnh soạn và loại rượu thượng hạng nào. Có thấy gì đâu, cậu lừa chúng tôi đúng không? Thấy người ta già lừa đúng không? Dạ dạ, bà con bình tĩnh, để tôi thử lại lần nữa. Mâm thân, hãy nhanh biến ra cho ta mâm cỗ và bình rượu thượng hạng đãi bà con nào. Chuyện này là sao chứ? Cậu đúng là quá đáng mà, làm bỏ cả buổi trời không cài cái gì được hết đây. Rõ ràng hôm qua chiếc mâm biến ra đồ ăn mà. Có phú ông và em lụa đây làm chứng, có đúng không ạ? À? Đúng mà, các cô bác ơi, hôm qua con... Nè, con đừng có binh vực cái thằng đáng nghèo còn đi nói dối bà con. Cậu đã sai rồi mà còn không biết lỗi, làm bà con uổng công đến đây. Thằng Hầu đâu? Đánh nó cho ông, cái tội lừa gạt mọi người. Đánh đi cho chữa ức mình, làm mất cả buổi cài của người ta. Thiệt tình, cứ tưởng được ăn cổ, ai dè lại ăn quả lừa. Thôi đi về làm việc bà con ơi. Bà con hãy tin tôi đi mà. Tin nè. Ta không nói dối dân làng, nhưng tại sao chiếc mâm thần không còn linh nghiệm nữa chứ? Mâm thần, hãy cho ta một thớ cơm nóng. Ngày mai chúng ta phải vào rừng tìm lão Mộc Tinh, hỏi cho ra lẽ mới được. Ông Mộc Tinh, ta có chuyện muốn hỏi ông. Ông bị bệnh sao? Người đến tìm ta có chuyện gì? Ta muốn hỏi ông, tại sao chiếc mâm này lại không quá ra thức ăn được nữa? Vì nó mà ta bị bẻ mặt trước bao nhiêu người, phú ông trách phạt, không cưới được người ta thương. Ngươi khờ quá, ở đây là mâm giá, thì sao có phép thuật mà biến ra thức ăn được? Ông nói đây là mâm giả sao? Chính ông đã ban cho ta kia mà. Mâm ta cho ngươi đúng là mâm thần, ủa còn cái này là mâm thường. Ngươi nghĩ kỹ lại xem, từ lúc ta tặng ngươi chiếc mâm thần thì ngươi đã gặp những ai? Lẽ nào... Mâm thần ơi mâm thần, có mì thì từ nay nhà ta chẳng cần tốn đồng bạc nào, vẫn có đồ ăn phủ phê. Thì ra cha thiếp đã tráo lấy chiếc mâm của chàng, để chàng phải chịu oan ức rồi. Ai đó, bước ra mau. Là con, thưa cha. Lén lút đứng ngoài cửa làm gì đó? Cha ơi, con đã thấy cả rồi. Cha hãy đưa chiếc mâm cho con, để con trả lại cho chàng ấy đi cha. Dơ giận, mâm nào của nó mà trả. Bây giờ cái gì trong tay cha là của cha, hiểu chưa? Cha, nếu cha không trả lại mâm cho chàng Bần, Con sẽ nói ra sự thật với bà con trong làng. Nuôi con khôn lớn, giờ con dám ra điều kiện với cha đó hả? Thằng Hầu đâu? Nhốt cô lụa vào phòng, không cho ra ngoài nửa bước. Lại là ta không cẩn trọng để bị tráo mâm thần. Ta xin lỗi đã nghi ngờ ông. Ông bị sao thế này? Nhìn ông yếu lắm. Chắc ta không chống chịu được bao lâu nữa. Có một con quái vật đang hút cạn nước đầu nguồn, khiến cây không đủ nước, làm ta bị thương. Ta linh cảm nguồn nước sắp cạn rồi, khi đó cái cây chết thì ta cũng lâm nguy. Sao ông không đi đánh con quái vật đó đi? Ta và cây cổ thụ là một, nếu rời xa cây này và ra khỏi khu rừng thì ta sẽ hồn bay phách lạc, khó mề tu luyện. Vậy thì ta sẽ giúp ông. Người nói thật chứ? Còn quái vật đó đã tu luyện nhiều năm, không dễ đối phó đâu. Ông yên tâm, ta sẽ dùng chiếc rìu này để đánh đuổi nó. Ông đã từng giúp ta, ta không thể để ông chết được. Vậy hãy nhớ, còn quái vật này có tim ở ngay hai mắt, chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Nước mát quá, người cùng uống miếng đi.
con quái vật này quá to lớn. Ta phải làm sao bây giờ? Hãy nhớ, con quái vật này có tim ở ngay hai mắt. Chỉ cần tập trung điểm yếu này, người sẽ có cơ hội chiến thắng. Ta đã có cách. Ê quái vật, ta ở đây nè. Quái vật, đỡ lấy này. Hay quá, con suối này đã đầy nước trở lại rồi. Cuối cùng ngươi cũng làm được rồi. Ông khỏe lại rồi chứ? Nhờ cả vào ngươi, ta lại có nguồn nước quý để tu luyện rồi. Để cảm tạ, ta sẽ tặng ngươi một bao vật còn quý giá hơn cả chiếc mâm thần lần trước. Thưa ông, con đâu cần ngựa để làm gì? Đây không phải là ngựa thường, mà là ngựa thần có thể y ra vàng. Chỉ cần vỗ vào mông ngựa ba cái, lập tức nó sẽ y ra vàng cho ngươi. Ôi, là vàng thật nè, thật là thần kỳ. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không á thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn, rồi từ từ tìm cách sau. Con biết rồi thưa cha. Bỗng ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám giác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi nó ra khỏi cho ông. Kìa cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng, hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, người nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa, mời ông xem qua. Vàng này cũng được á, nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. Cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên, số vàng này quá ít. Nếu ngươi có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến, mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Thì ra là ngươi có con ngựa thần ỷ ra được vàng. Được lắm, được lắm. Vàng của ta đâu?
May quá, người thần vẫn ở đây. Người thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, ngựa thần. Ui da! Ngựa thần, thế này là sao vậy? Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi? Là ông đã lấy cắp mâm thần, rồi còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng láo! Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Con xin chịu đòn cùng với chàng Bừng. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày. Nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng Bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ hả, vật báo đều ở trong tay phú ông ta. Cục cưng, cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của chàng Mừng. Chàng lại bị oan rồi chàng Mừng ơi. Mình phải đi tìm chàng Mừng mới được. Im lặng nào. Ai đó? Ai dám trộm ngựa của ông? Thằng hầu đâu? Làm gì đó? Mau xuống ngựa cho cha. Con xin cha, hãy để con trả ngựa lại cho chàng Bần. Láo, ngựa nào của nó? Thằng hầu đâu? Đỡ câu lụa xuống cho ông. Lụa, lụa, con có sao không? Mộc Tinh, ông có ở đây không? Chào chàng tiểu phu. Sao rồi? Người có thích ngựa thần mà ta tặng không? Ta... Đã hỏi cưới được người mà ngươi thương chưa? Phú ông lại tráo lấy ngựa thần của ta rồi. Ta cũng chẳng cưới được người ta thương. Tội nghiệp chẳng mất, nhưng đổi lại thì... Nếu ông có thể giúp ta thêm lần nữa, ta nguyện làm mọi điều mà ông yêu cầu. Thật ra ta đã tu luyện gần 300 năm. Nay sắp đến thời khắc có thể khôi phục tiên khí trở về thiên đình. Nếu người có thể giúp ta canh gác liên tục 2 ngày 2 đêm, không cho bất kỳ con vật hay yêu ma nào phá rối, ta hứa sẽ giúp người. Ông yên tâm, ta nhất định dùng cả tính mạng để canh gác cho ông. Tiên khí lúc mới hình thành sẽ thu hút nhiều quái thú. Người hãy cầm lấy chiếc lá này, nó có thể giúp người trong lúc nguy khôn. Cảm ơn ông, ta sẽ giữ nó cẩn thận. Chắc ông Mộc Tinh sắp tu luyện xong rồi.
con gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Phu, hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tiên, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một bao vật to no, ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của bao vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Ây cha, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bân, cẩn thận. Ôi, chóng mặt quá. Mau thả ta xuống. Con gái, mau kêu thằng Bần thả cha xuống mau. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha. Ê, trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mâm thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống. Ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được. Trời ơi, say sẩm cả mặt mày. Cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mâm và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tác thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông, nhớ lời Mộc Tiên đã dặn. Từ đó về sau, vợ chồng chàng Bần nàng lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng. Từ thuở xa xưa, có 2 mẹ con nhà nghèo,
Hằng ngày người mẹ phải đi làm mướn để kiếm bữa ăn tạm qua ngày. Cậu bé tên Mía chỉ mới lên 10, muốn đỡ đần cho mẹ. Mía đi ở cho nhà lão Hợi chuyên nghề mổ heo. Có mỗi chuyện bắt heo đi tắm rửa để tao làm thịt mà mày cũng làm không xong. Lại phải thịt một chú heo đáng yêu nữa sao? Mày đi vào rừng kiếm thêm củi về chất vào kho. Nhà sắp hết củi để nấu nước sôi rồi đó. Đi sớm còn về phụ tao nghe chưa? Dạ, con sẽ đi liền ạ. May quá, mình không phải nhìn thấy cảnh một chú heo ra đi. Sao hôm nay con lại về thăm mẹ vậy? Con nhớ mẹ quá. Con lấy củi trong rừng xong, tranh thủ về thăm mẹ. Con đi đường tắt qua núi nên về nhà nhanh hơn mẹ. Tội nghiệp con trai của mẹ, con còn nhỏ mà đã phải làm việc vất vả như vậy rồi. Không sao đâu mẹ, con lớn rồi mà, con phải phụ mẹ chứ. Đây là tiền công của con, mẹ giữ lấy mà mua gạo hả? Con của mẹ giỏi quá. Để mẹ vào dọn cơm mẹ con mình cùng ăn nha. Thôi, con phải về nhà lão Hội đây ạ. Nếu về trễ, lão lại trách mắng kiếm cớ cắt cơm trừ lương của con đó mẹ. Dạ. Con không thấy ông ơi. Chắc nó sợ quá, nó bỏ chạy rồi. Tiếc thật. Thôi, mang con này về làm thịt. Bữa sau quay lại tìm con hưu con cũng được. Thằng bé đâu? Gọi nó về đun nước sôi cho tao còn làm việc. Chắc nó đang mãi kiếm củi. Gần tối, nó tự khắc biết đường về. Giờ ông với con nhanh mang con hưu này về nhà thôi. Tội nghiệp mẹ con nhà hưu quá. Hù con mất mẹ rồi. Im trong hang, đừng có ra ngoài. Mình về nha, cậu nhớ phải ở trong hang chờ mình đó. Sáng hôm sau, vì lo lắng cho hươu con nên Mía đã vào rừng từ rất sớm. Cậu mang nước uống và cỏ tươi đến cho hươu con. Hươu con ơi, cậu ở đâu rồi? Cậu bị bắt rồi sao? Xin lỗi cậu nha hưu con, mình đã không giúp được gì cho cậu. Hưu con ơi, mẹ cậu đã bị bắt, cậu cũng không thoát được sao? Hưu con ơi, cậu vẫn còn sống, mình mừng quá. Cậu đói nên đi tìm thêm cỏ sao? Mình có mang nước và cỏ thật tươi non cho cậu đây. Mình cứ tưởng cậu đi mất rồi, hoặc là bị thợ săn bắt mất. May cho cậu là hôm nay lão Hội ở nhà đó nha. À, cậu ngửi thấy mùi muối vừng sao? Cậu đúng là con hươu kỳ lạ mà. Mình không chạy nhanh như cậu được đâu. Cậu lại nhớ mẹ sao? Mình cũng vậy. May mắn là mình còn mẹ, thỉnh thoảng còn lén lão Hợi về nhà thăm mẹ đó. Cậu thì chẳng còn mẹ nữa. Cậu hãy cố gắng lên nha. Mình sẽ làm bạn với cậu suốt đời. Cậu quay lại hang trốn đi. Mình phải về nhà đây. Cậu nhớ đừng đi lung tung nha. Hư à,
Hươu ăn trống lớn, hươu mọc đôi sừng thật cao, thật đẹp nhé. Khi nào xin được lão hợi vào rừng, mình sẽ đến chơi với cậu. Cậu nhớ cẩn thận nha. Sao không thấy con hươu con đó vậy? Chắc nó sợ quá nên trốn vào rừng sâu rồi. Đi săn mãi mới thấy hai mẹ con hươu đó, mà để sống mất con hươu con rồi. Thôi, mình đi kiếm con khác đi ông. Hy vọng là lão ấy không muốn tìm bắt hươu con nữa. Mình phải nói với hươu con trốn kỹ hơn mới được. Có phải là có thú rừng gần đây không? Con cũng có nghe thấy tiếng sột soạt. Mình đuổi theo không ông? Đuổi theo nhanh, biết đâu lại là con hươu con đó. Sao không thấy con thú nào vậy? Nó chạy nhanh quá. Có khi nào là hổ hay báo không ông? Chỗ này ở sâu trong rừng rồi, coi chừng có thú dữ thật. Tao với mày lo về, không để làm mồi cho thú dữ. Tại mày nói tao đuổi tận vào rừng sâu, giờ cậu ở đó trốn chạy như càng sấy. Lão hội bị dọa sợ, chắc sẽ không dám đi vào tận đây nữa đâu. Từ đó, Mía trở thành người bạn thân thiết của hươu con. Vì thương hươu con đã mất mẹ, nên Mía ngày càng chăm vào rừng tìm đến chơi cùng hươu con. Hươu con ơi, cậu đâu rồi? Mình đến chơi với cậu đây. Cậu lớn nhanh quá, mới đó đã lớn hơn mình rồi. Cậu nói mình ăn cỏ giống cậu cho lớn nhanh sao? Mình là người không ăn cỏ được. Suốt ngày lão hợi cho mình ăn cơm nắm muối vừng, nên mình không lớn nhanh như thỏ giống cậu được đó. Mình nằm mơ thấy cậu đã lớn, còn mọc sừng rất đẹp. Mình cũng sẽ lớn nhanh như thỏ. Hai đứa mình vẫn là bạn thân. Cậu muốn nằm ngủ để mơ giống mình sao? Sắp sáng rồi mà chưa thấy đứa nào chịu dậy nổi lửa nấu nước cho tao làm việc nữa. Hươu ơi, hươu ăn cho no để lớn thật nhanh. Hươu mọc sừng thật to, thật đẹp nha. Lại ông, con ngủ quên mất. Con nhóm lửa đun nước liền đây ạ. Mày ngủ gần thằng Mía, mày có nghe nó nói mớ gì không? Dạ. Nó hay gọi hươu ơi, hươu ơi, hươu à. Nhiều bữa còn cười thích thú nữa. Nhưng mà con buồn ngủ quá, không nhớ nó nói cái gì nữa. Chắc là nó đã gặp con hươu con ở trong rừng rồi. Dạo này nó suốt ngày xin vào rừng kiếm củi hái rau. Tao phải bắt được con hươu con ấy để kiếm sừng hươu làm thuốc. Hươu ơi, ra đây chơi với mình nào. Mình có mang cơm nắm muối vừng đây. Lát nữa, mình cho cậu ăn cái muối vừng của mình nhé. Thì ra mày trốn việc ở nhà, vào rừng chơi với con hươu con này. Thằng này láo, thấy con hươu con mà không báo cho ông chủ. Ông ơi, hươu mẹ đã bị ông bắt mất rồi. Giờ còn mình cậu ấy thôi. Ông tha cho cậu ấy đi. Tha là tha thế nào? Tao sẽ bắt nó về nhà nuôi lấy sừng. Tao mang nó về nhà nuôi, nó sẽ được an toàn hơn là ở trong rừng. Đừng là nhà của cậu ấy. Ông đừng mang cậu ấy về nhốt trong chuồng. Con xin ông, tha cho cậu ấy đi. Mày bắt thằng Mía tránh sang một bên, để tao bắt con hươu con này về. Không được bắn chết nó nghe chưa? Ông không được bắt nó. Mày tránh ra để tao bắt sống nó. Muốn chết hay sao mà ngán đường của tao? Hươu ơi, cậu chạy thật nhanh đi, chạy thật sâu vào rừng đi. Ông ta đã bắt mẹ cậu đó, đừng để ông ta bắt được cậu. Hươu ơi, con chạy đi. Thằng nhóc láo cá, dám chặn đường của tao. Hươu ơi, chạy sâu vào trong rừng nha hươu. Mau đuổi theo nó cho tao. Mày còn đứng đó làm gì nữa hả?
Mới chạy được xíu đã thở hồng hộc rồi. Đúng là cái thằng kém cỏi. Ông ơi, đầu con đau quá, xin ông đừng đánh con. Còn mỗi con hươu con mày cũng không bắt được, đúng là đồ ăn hại. Ông đang mắng con, hay mắng ông vậy? Mày còn ở đó chọc tức tao nữa hả? Ôi trời ơi, cái mông của tôi. May quá, hươu con không bị bắt lại. Thằng mía, tao nuôi mày đúng là nuôi ông tài áo. Mày dám qua mặt tao hả? Rừng là nhà của Hu. Ông không có quyền bắt Hu đi ra khỏi rừng. Nếu mày còn muốn làm việc trong nhà của tao thì mau gọi con Hu con đó ra đây. Giờ con có gọi đến chết thì nó cũng không dám ra đâu. Ông làm nó sợ rồi. Được rồi, vậy để tao đánh mày chết, xem con Hu đó có ra cứu mày hay không. Mau bắt nó lại cho tao. Tao phải bắt nó gọi con Hu ra đây. Thằng bía, đứng lại đó cho tao. Mày không muốn kiếm tiền về cho mẹ mày nữa sao? Con xin nghỉ việc. Con thấy ghét con làm thịt mấy con vật lắm rồi. Mày có đứng lại không? Không là mày chết đó. Đứng lại thì con mới bị ông đánh chết đó. Mày đến nhìn xem thằng mía nó còn sống không. Con không dám nhìn đâu. Giật sâu như vậy chắc nó rơi xuống đó chết rồi ông ơi. Kệ nó đi. Tại nó tự té xuống chứ tao với mày không có liên quan gì hết. Thôi đi về, nhanh lên. Vậy còn con Hương thì sao ông? Ngày mai tao sẽ cho chó săn vào tìm nó. Hu con, cậu bám thật chặt vào đám dây rừng. Mình đang ở dưới này. Cậu định nhảy từ trên đó xuống để cứu mình phải không? Lão Hợi nói ngày mai sẽ mang chó săn vào rừng để tìm cậu đó. Mình và cậu phải nhanh chân trốn đi thôi. Mình sẽ không quay về nhà của lão ấy nữa đâu. Mày phải tìm được con hươu đó cho tao, nghe chưa? Ông chủ ơi, chờ con với. Ông với chó chạy nhanh quá, con đuổi tao không kịp. Mày nói tao chạy nhanh như chó hả? Dạ không, con nói con chó chạy nhanh như ông ạ. Mày lo đi tìm con hươu cho tao, đừng ở đó mà ăn nói láo liếu. Con có bắn được nó không ông? Mày chỉ được bắn vào chân nó hoặc là mông nó thôi. Con hươu phải sống để tao nuôi lấy sừng. Vậy khi bắt được nó rồi, ông cho con dùng thuốc sừng hươu luôn được không? Ôi dạ. Mày chỉ là người làm mà dám đòi hỏi hả? Mau đi tìm con hươu nhanh lên cho tao. Đích thầy là con hươu đó rồi. Hôm nay mình phải bắt được nó về cho lão Hợi lĩnh thưởng. Chết tao rồi.
Ông ơi, con tưởng ông là con hươu. Mày dám bắn tao hả? Hay là mắt mày bị mù rồi? Tao lù lù một đống như vậy mà mày tưởng là con hươu? Mày muốn thử cảm giác mũi tên cắm vào mông thế nào không? Trung, mày đứng lại cho tao. Tao cho mày biết thế nào là mũi tên cắm vào mông. Bà là mẹ thằng Mế đúng không? Đúng rồi. Thằng Mế nhà tôi có chuyện gì không cậu? Con trai bà làm sổng mất con heo của lão Hợi. Nó sợ quá nên bỏ trốn mất rồi. Nếu nó có quay về thì bà nói nó cứ đến làm cho lão Hợi để trả nợ. Lão Hợi không trách phạt gì nó đâu. Hả? Nó bỏ trốn đi lâu chưa cậu? Cũng lâu rồi. Nó không về tìm bà sao? Nó không có về nhà. Tôi cũng đang lo cho nó đây. Lão Hợi tốt bụng còn gửi tiền công của thằng Mía cho bà đây. Bà nhớ nói nó quay về làm cho lão Hợi nghe chưa? Cảm ơn cậu và ông chủ tốt bụng. Tôi sẽ khuyên nhủ thằng Mía. Chắc là nó chết trong rừng thật rồi. Tiền đó coi như an ủi cho mẹ của nó. Mình phải về nhà thăm mẹ. Lâu rồi mình không về nhà. Mẹ sẽ lo cho mình lắm. Cậu ở lại đây chờ mình nha. Nếu cậu buồn thì hãy đi cùng đàn hươu cho có bạn nha. Nhớ, phải tránh xa bì rừng đó. Không biết thằng bé nó trốn đi đâu. Nó lỡ làm sổng heo của lão Hợi thôi mà. Lão ấy cũng tha lỗi cho nó, nhắn nó về làm. Em đi lái thuyền thuê, để em dò la khắp nơi xem có ai thấy thằng bé không. Chắc nó không dám đi đâu xa đâu. Nó rất hiếu thảo với mẹ. Biết, con trai của mẹ, con đã bỏ đi đâu vậy? Cậu nghe nói con làm sổng mất heo của lão Hợi nên bỏ trốn phải không? Con xin lỗi mẹ, xin lỗi cậu đã làm cả nhà lo lắng. Không phải vậy đâu, là lão Hợi muốn bắt sống hươu con để nuôi lấy sừng. Con vì muốn cứu hươu nên bị lão rượt đuổi, phải chạy nhảy xuống vực. Lão ấy nghĩ rằng con đã chết, con mới thoát được đó. Con trai mẹ tội nghiệp quá. May là con vẫn còn sống quay về. Lão Hợi vì một con hươu con mà suýt nữa hại chết cháu Mía. Bây giờ nếu biết Mía còn sống trở về, lão sẽ lại tìm tới bắt cho xem. Làm sao để giúp con an toàn đây? Em có ý này. Bây giờ con hãy cùng cậu đi sang nhà cậu ở huyện bên kia sống. Lão Hợi sẽ không tìm bắt được con đâu. Làm sao con đỡ đi xa như vậy ạ? Mẹ ở nhà lấy ai mà chăm sóc? Chỉ cần con được an toàn thôi, con đừng có lo cho mẹ. Con sang ở với cậu, cậu sẽ cho con ăn học nên người, không phải đi làm người ở cho người ta nữa. Cậu đi lái thuyền thuê, thỉnh thoảng sẽ ghé vào thăm mẹ con, cho con yên tâm, ha. Nhưng con đã hứa với hươu con sẽ quay lại tìm cậu ấy. Nếu con không quay lại, cậu ấy sẽ cô đơn lắm. Con là người rất yêu thương động vật, lại biết giữ lời hứa. Như con nói thì hươu con rất thông minh. Chắc chắn hươu con sẽ biết sống cùng đồng loại và đợi con trở về. Mẹ thằng Mía có ở nhà không? Sao tôi nghe trong nhà có tiếng nói chuyện vậy? Có phải thằng Mía nhà bà quay về hay không? Nào có ai đâu. Đây là em trai tôi ở xa, nó mới tới nên trò chuyện thôi mà. Mày trốn trong này phải không? Đó là cua tôi mang tới biếu chị gái. Tôi đang định cản cậu mà cậu nhanh tay quá. Chúng ta phải đi nhanh lên, không thằng Rúm quay lại với lão Hợi thì nguy. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe. Con sẽ chăm chỉ học hành, sau này thành tài về báo hiếu cho mẹ. Con trai ngoan của mẹ, con nhớ. Dạ, mong thầy nhận cháu Mía mà dạy dỗ cháu nên người. Đứa bé này nhìn rất sáng dạ, lại còn tốt bụng, biết yêu thương mọi vật. Ta sẽ cố gắng dạy dỗ nó. Con chào thầy đi. Con chào thầy ạ.
Từ nay con ở lại đây chăm chỉ học hành. Cậu chèo thuyền chở hàng cho người ta, lâu lâu sẽ ghé thăm con, gửi tiền ăn học của con cho thầy. Dạ, con xin nghe lời cậu và thầy ạ. Con cứ xem nhà thầy như là nhà con, cố gắng học hành để mẹ và cậu con an lòng. Từ đó Mía ở lại nhà thầy Đồ chăm chỉ học hành. Ngoài giờ học, cậu còn miệt mài tự học, nên thầy Đồ rất hài lòng về cậu học trò sáng dạ, chăm ngoan. Thằng bé chăm học lại chăm việc nhà, thật là đáng khen. Chú là bạn đi thuyền với cậu của cháu. Tối qua nước dữ, thuyền của cậu cháu bị đắm. Cậu cháu đã mất rồi. Cậu ơi, sao cậu lại bỏ con mình đi như vậy hả cậu? Cậu của cháu Mía đã mất rồi sao? Thiệt là tội nghiệp quá. Đây, tôi còn chút tiền của cậu cháu Mía gửi từ trước. Tôi xin gửi thầy số tiền này, cho cháu học thêm được ngày nào thì tốt ngày đó. Được rồi, thầy sẽ cùng con về nhà làm đám tang cho cậu con, rồi con cứ quay lại nhà ta mà tiếp tục học hành. Con sáng dạ lại chăm ngoan, thầy sẽ thay cậu con nuôi dạy con nên người. Mẹ ơi, ông con ơi, đường về nhà của con ngày càng xa rồi. Không biết bây giờ hôn con thế nào rồi. Cậu ấy đã chịu nhập đàn cho có bạn bè chưa? Này cậu bé, thầy của cậu đâu rồi? Tôi mang thư báo tin đến, cậu nhờ thầy đọc cho nha. Lại là anh sao? Hôm nay anh mang đến tin buồn hay là tin vui vậy? Thưa thầy, tôi rất tiếc lại mang tin buồn đến cho cháu Mía ạ. Tội nghiệp con quá. Mẹ con vì bệnh nặng đã qua đời rồi. Mẹ ơi! Trò khăn gói lên kinh thành tìm chỗ trọ học, chờ ngày thi cử. Mẹ ơi, con sẽ học thật tốt rồi trở về thăm mẹ. Hư ơi, mình sẽ trở về sớm với cậu. Thời gian thấm thoát trôi qua, chú Hư con ngày nào đã trưởng thành. Trên đầu chú đã bọc ra bộ sừng to và dài. Ngày ngày chú cùng đàn hươu đi kiếm ăn trong rừng. Bao nhiêu năm ta canh chừng, hôm nay ta đã tìm được mày rồi. Sừng của mày to và đẹp quá, chắc chắn là làm thuốc sẽ tốt lắm đây. Mày đang chờ thằng Mía sao? Nó sẽ không xuất hiện để cứu mày đâu, nó đã bỏ mày đi rồi. Rắn độc cắn tôi rồi, có ai không? Cứu tôi với! Vì thích săn bắt thú rừng mà lão Hợi đã nhận lấy kết cục bi thảm. Lão Hợi bị rắn độc cắn, lại rơi xuống vực sâu, không có ai cứu nên phải bỏ mạng trong rừng. Hư quay về nằm chờ Mía trước cửa hang. Nó cứ nằm đợi mãi, ngày này qua ngày khác, dù mưa nắng cũng không dời đi. Sau bao tháng năm chăm chỉ học hành nơi kinh thành, Mía đã trưởng thành tham dự khoa cử ở kinh thành. Thầy ơi, con đã đậu rồi. Con đã học hành chăm chỉ, chúc mừng con đã thành tài. Lạy thầy, con tạ ơn thầy đã nuôi dạy con bao năm qua, nay con đã học hành thành tài. Xin thầy cho con về lại quê nhà thăm mộ mẹ và tìm người bạn thân thiết thuở nhỏ của con. Mẹ ơi, thằng Mía bé bỏng đã về thăm mẹ rồi đây. Con đã ăn học thành tài rồi, nhưng mẹ đã bỏ con mà đi. Con xin lỗi mẹ vì bao năm không thể về thăm mẹ. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.
Hưu con ơi, cậu có nhớ mình không? Đây chính là nơi mình đã gặp Hưu con. Mùi hương ấy thật thơm, lại quấn quýt mình không rời. Cây hoa này thật kỳ lạ, sao nó lại mọc ngay trước cửa hang này nhỉ? Ngày xưa mình đâu có thấy nó. Ở chỗ này cách đây lâu rồi, có một con hươu già cứ tới nằm mãi như chờ đợi ai đó, rồi nó chết tại đây luôn. Cậu biến thành cây hoa này để đợi chờ mình phải không? Xin lỗi cậu, mình đã đi lâu quá. Cậu không muốn rời xa mình sao? Vậy mình sẽ chiết cành mang cậu về sân nhà mình để bầu bạn nha. Để nhớ đến người bạn hưu đã luôn chờ đợi mình, mía đã đặt tên cho loại cây trổ hoa trắng, có lá giống tai hưu, cành giống sừng hưu là cây hoa đợi. Loài hoa tượng trưng cho tình bạn gắn bó, chân thành. Dần qua bao tháng năm, mọi người nói lệch đi thành cây hoa đại như bây giờ. Ngày xưa, ở vùng Cao Bằng, có một chàng trai trẻ mồ côi tên là Triều. Triều sống bằng nghề chài lưới, rày đây, mai đó. Mỗi lần đánh được cá, Triều đều mang ra chợ đổi lấy gạo. Ngày nào cậu cũng đổi hết cá lấy gạo đi cho người ta. Rồi cậu ăn cái gì? Tôi vẫn giữ lại 2 con cá để ăn. Rau thì cứ ra bờ sông, tha hồ mà ăn. Cậu cứ làm, rồi đi cho người ta. Đến khi nào mới đủ tiền cưới vợ? Nhà nào dám gả con gái cho một kẻ mồ côi như tôi? Nay ở chỗ này, mai ở chỗ kia, bắt cá sống qua ngày. Tính anh Triều hay thương người. Trên đường về, gặp ai nghèo khó, Triều đều lấy gạo ra giúp đỡ họ. Dù anh chẳng khá giả gì hơn, người dân trong vùng ai ai cũng yêu quý anh. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật là tốt bụng. Với sức khỏe dẻo dai, Triều thường ra tay giúp đỡ mọi người mà không cần trả công. Ai ai cũng thương mến anh. Thì ra là cậu Triều, tôi còn tưởng gặp phải cướp. Cướp nào cho đến vùng này, cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ cho chúng biết tay. Sông ngày càng ít cá, Triều quyết định rời đi nơi khác để đánh cá. Ngày anh đi, mọi người ai cũng bệnh rịnh không muốn chia tay. Dạ, con cảm ơn. Mọi người ai cũng khó khăn, tôi không dám giận đâu. Tôi sức già dai động, không chết đói được đâu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Triều chuyển sang vùng Thái Nguyên, tiếp tục làm nghề chài lưới.
Hôm nay chỉ được có 3 con cá gầy còm. Hình như mình đi đến đâu là cá ở đó đều sợ mà chạy trốn hết rồi. Ông ơi, ông mặc thêm áo của cháu cho đỡ lạnh. Sao giờ này mà ông còn ngồi đây nữa? Ông có sao không ông? Không sao, có áo của cậu ta thấy đỡ lạnh rồi. Nhà ông ở đâu để cháu đưa về? Nhà ta cũng gần đây thôi, ta tự về nhà được. Mà cậu cho ta áo rồi lấy gì mà mặc? Trời tối sẽ lạnh lắm đó. Ông yên tâm, cháu khỏe lắm, không sợ lạnh đâu. Nhà cháu cũng gần đây, về nhà là có áo khác thay liền không à. Ông đi về cẩn thận nha. Cảm ơn cậu, cậu thật là tốt bụng. À ông ơi, ông có ăn cá không? Ông lão nhìn già yếu vậy mà đi nhanh thiệt, mới nháy mắt đã không thấy đâu rồi. Mày đừng quen thối, rồi suốt ngày đến đây ăn chừng cá của tao nha. Sau nay là có ai đánh đàn vào sáng sớm vậy ta? Mày có nghe thấy tiếng đàn không? Tiếng đàn nữa kìa, mày nghe thấy không? Nay đã là ngày thứ ba tao nghe thấy tiếng đàn này rồi, mà tao đã hỏi hết dân vùng này rồi, không ai nghe thấy tiếng đàn đó hết. Chỉ có mình tao nghe thấy mới lạ chứ. Không lẽ có người đang bị nhốt trên núi, hoặc ai đó gặp nạn muốn mình cứu giúp sao? Mình phải lên núi tìm coi sao. Vậy là Triều quyết tâm leo lên núi để tìm hiểu xem ai đang đánh đàn. Nhìn thì thấp, mà leo mãi vẫn chưa đến đỉnh núi nữa. Chắc mình phải leo tới tối mới đến nơi quá. Núi này coi vậy mà hiểm trở quá chừng. Ông lão lên đây đánh đàn, coi ra ông không có vẻ gì đang gặp nguy hiểm hết. Tiếng đàn nghe rất hay, cũng coi như là không phí công sức leo núi của mình hôm nay. Mình phải kỹ một chút để lấy sức xuống núi thôi. Trai trẻ, ông là ai? Cậu không nhận ra ta à? Hả? Ông có phải là ông lão mà cháu đã gặp bên đường không vậy? Đúng rồi. Thì ra là ông. Cậu nghe tiếng đàn của ta nên tìm đến tận đây. Dạ, 3 ngày nay ngày nào cháu cũng nghe thấy hết á. Cháu sợ có ai đang gặp nguy hiểm nên đến đàn cầu cứu. Cũng may là gặp ông ở đây. Cậu đúng là một người tốt bụng hiếm có. Vậy chút nữa để cháu cùng ông xuống núi cho an toàn nha. Khi nào ta muốn, ta sẽ tự mình xuống núi. Ta tặng cậu chiếc áo này để cảm ơn cậu đã tặng áo ta lần trước. Wow, chiếc áo đẹp quá à. Nhưng mà ông cứ giữ lại mặt đi, cháu đâu thiếu áo đâu. Cậu nhận lấy đi, hy vọng cậu tiếp tục làm điều lành giúp người. Tối đến, trên núi sẽ lạnh lắm đó. Vậy cháu xin nhận, cháu cảm ơn ông. Ông ơi, ông thấy cháu mặc có đẹp không? Ủa, không lẽ ông ấy là thần tiên? Mới chớp mắt
lại biến mất rồi. Hả? Ừ, trời sắp tối rồi, mình phải nhanh xuống núi thôi, không lại làm mồi cho thú dữ. Đói bụng quá. Biết vậy lúc nãy mình xin ông lão ít cơm nắm có phải tốt hơn không? Ngọt quá, ngon quá. Chắc cái này ăn không sao đâu. Hy vọng là nó đi xa rồi, hoặc bị nặng tai không nghe thấy tiếng của mình. Chút nữa thì mình chết vì đau tim rồi. Mà sao nó không ăn thịt mình ta? Hay là nó ăn no rồi nên tha mạng cho mình? Thôi, mình phải nhanh chân rời khỏi đây, không nó kéo đồng bọn quay lại thì mình nguy mất. Đói bụng quá. Phải chi giờ này có cái bánh bao ăn thì đúng là tuyệt vời. Cầu được ước thấy rồi, mừng quá xá. Bao nhiêu một cái vậy ông chủ? Một đồng một cái. Ma đòi ăn bánh bao bà con ơi. Ma đòi ăn bánh bao bà con ơi. Ma hả? Gì vậy? Không lẽ mới có một ngày một đêm leo núi thôi mà mình xấu xí như ma luôn hả? Bây giờ mà được ngủ một giấc thì đúng là sung sướng cuộc đời. Sao lại không thấy bóng của mình ở dưới nước vậy? Không lẽ mình là ma rồi sao? Sao kỳ lạ vậy? Thì ra chiếc áo này có thể giúp mình tàng hình. Khi mình mặc áo vô và bỏ mọi thứ vào trong áo thì không ai có thể nhìn thấy mình hết. Áo tàng hình, áo tàng hình. Ông lão đó chắc đúng là thần tiên rồi. Không ai nhìn thấy mình hết, mình có thể làm mọi thứ mình thích. Ui da, đau quá. Cái cục đá này, tao đã tàng hình rồi mà mày vẫn đụng trúng chân tao hả? Mình phải thử lại lần nữa cho chắc ăn mới được. Tôi đảm bảo 100% đó là ma. Trên đời này làm gì có ma. Chắc sáng sớm ông nhìn gà quá cuốc, nhìn người quá ma thôi. Tôi thề, mắt tôi rất tinh, không bao giờ nhìn nhầm. Tôi bao năm nay thức khuya dậy sớm, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Đây đúng là chiếc áo tàng hình rồi. Làm người giàu sướng thiệt chứ. Có nhà cao cửa rộng nè, kẻ hầu người hạ suốt ngày nữa. Lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy. Mình mặc chiếc áo này vui chơi đủ rồi. Mình đã đi khắp mọi nơi, tới những nơi chưa từng tới, ăn những món chưa từng ăn. Bây giờ mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Chứ ăn chơi hoài cũng chán lắm. Chờ mãi cũng kiếm được con mồi ngon. Xin các ông hãy tha cho tôi mới bán được chút hàng để lấy tiền về chữa bệnh cho vợ. Nếu các ông lấy hết tiền của tôi thì vợ tôi sẽ chết mất. Người buôn bán như ông mà sợ không có tiền sao? Chúng ta không có tiền mới chết đói đây nè. Muốn giữ mạng về chữa bệnh cho vợ thì đưa tiền bạc ra đây cho bọn ta.
Xin các ông hãy tha cho tôi xin các ông mà, tôi xin các ông mà. Lăng nhăng, nhiều lời quá. Tụi tao là cướp, năn nỉ vô ích thôi. Sao mày lại đánh đầu tao? Mày mới đạp ngã tao thì có, còn dạ mồm kêu nữa hả? Mày tính đánh tao ngất xỉu để chiếm hết tiền đúng không? Mày định đập tao té ngã để lấy hết thì có. Định phản lại tao hả? Kẻ nào dám trói tụi tao? Ai dám? Chuyện này là sao? Chuyện này là sao vậy? Giữa ban ngày ban mặt mà để ức hiếp người yếu thế sao? Người ta cầm tiền về chữa bệnh cho vợ mà các người vẫn không tha. Tội này đáng bị xử nặng. Đại hiệp ơi, xin tha mạng, chúng tôi mới lần đầu hành nghề. Thần tiên ơi, xin hãy tha mạng, chúng con không dám làm việc xấu nữa đâu. Còn dám nói dối lần đầu đi cướp sao? Lệnh tìm bắt các ngươi giáng khắp mọi nơi. Quân lính sắp tới đây rồi đó, các ngươi ngoan ngoãn chờ đó mà lên quan chịu tội đi. Nè ông hãy mau chóng về nhà mà cứu vợ mình. Thần tiên, cảm ơn ngài đã giúp. À, cho hỏi, sao lần này vắng lặng vậy? Mới giờ này đã đóng cửa, tắt đèn tối thui rồi. Cậu ở xa đến sao? Vậy thì mau tìm chỗ trú qua đêm đi. Có chuyện gì vậy? Dạo này á, cứ tối đến là có một con cọp dữ vào bắt gia súc, còn bắt cả người nữa. Ai ai cũng lo sợ, gà lên chuồng là đóng kín cửa, tắt đèn trốn trong nhà. Anh mau đi tìm chỗ trú đi. Cọp dữ sao? Mình có duyên với cọp quá. Để coi bản lĩnh con cọp này ra sao. Xin chào bạn cũ, ngươi không chịu ở yên trong rừng mà lại ra đây phá làng phá xóm, bắt gia súc lại còn hại người dân vô tội, ngươi phải đền tội thôi. Ai mà khỏe quá vậy, bắt trói được cả con cọp to như vậy? Tối hôm qua tôi nghe kêu la thảm thiết. Chết rồi, động rồi. Quan huyện đã nói sẽ thưởng cho ai bắt được con cọp này. Cả làng ta lên phủ quan lĩnh thưởng thôi. Làm gì mà cả làng đội kéo nhau lên phủ quan? Các ngươi định làm loạn hả? Không ai biết người nào bắt nó thì cả làng ta lĩnh thưởng chia đều thôi. Ta là trưởng làng, lên quan là việc của ta. Mau khiêng nó về nhà ta để sáng mai ta lên huyện sớm. Nhiều tiền quá. Tiền thưởng này là của ta. Của ta. Xin hãy tha mạng cho tôi. Tha mạng cho tôi. Người giết cho ta, ta sẽ trả thù. Không phải tôi. Ngươi tìm sai người rồi. Ai bảo tôi tham lam như vậy để giờ phải chịu khổ. Trả ngươi cho làng đó. Ngươi muốn trả thù ai thì trả thù, còn ai muốn lĩnh thưởng thì đi mà lĩnh. Bẩm quan, làng chúng con đã bắt được con cọp chiên phá hoại, hôm nay mang lên trình quan lãnh thưởng ạ. Con cọp này chết rồi sao? Bẩm quan, nó bị trói 3 ngày nay nên đã chết rồi. Ta trèo thưởng 100 đồng cho ai bắt sống được con cọp để dân vua thuần phục làm thú cưng. Giờ làng các ngươi làm, ta sẽ cho người biết tay.
Tiền của ta, tiền của ta đâu rồi? Ta mơ thấy có kẻ vào trộm tiền. Thiếu đúng 50 đồng. Ai đã lấy của ta? Nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Ta lấy đúng 50 đồng người thiếu của dân. Nếu như còn tham lam, gian xảo, ta sẽ lấy hết của cải của ngươi. Thần tiên ơi, xin đừng trừng phạt con. Con không dám tham lam, thất hứa gì dân nữa đâu. Tạ ơn trời đã phái thần tiên xuống giúp làng con bắt được cọp dữ, còn giúp chúng con nhận đủ tiền thưởng của quan ạ. Đây là lương thực và gia súc quan huyện gửi đến giúp đỡ làng các ngươi vì bị cọp dữ phá hoại. Triều lại tiếp tục lên đường để giúp đỡ mọi người. Anh cứ đi, đến nơi nào có chuyện bất bình lại ra tay cứu giúp, coi đây là phận sự của mình, mà không hề băn khoăn đến chuyện báo đáp. Xin hãy giúp tôi với. Sao vùng này sơ sát vậy? Nhà chị sao lại đi ăn xin? Vùng chúng tôi mới bị lũ lụt, mùa màng thì thất bát, không còn gạo để ăn, hạt giống không còn để gieo trồng, nhà nhà đều đói, phải đi xin khắp nơi. Quan huyện ở đây không làm gì giúp dân sao chị? Nghe nói đã kêu lên nhà vua mà lâu quá chưa thấy kinh thành báo tin. Giờ chúng tôi phải vào thành nghe ngóng, ở đó gần phủ quan huyện chắc sẽ xin được nhiều hơn. Vậy tôi cũng phải vào thành một chuyến xem quan huyện vùng này làm ăn như thế nào. Dám cướp đồ ăn của ta ngay giữa chợ. Xin ông tha tội cho nó. Tại nó đói quá cho nên mới làm liều. Sao lại đụng phải con của quan huyện làm gì cho khổ thân? Chắc mẹ con nó bị đánh chết mất. Còn dám cầu xin ta tha sao? Chuyện gì vậy? Ma sao? Xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ không dám đánh người nữa. Tôi không dám nữa. Ôi, cái mồm khốn khổ của con. Con đau lắm. Con không ăn. Vậy mình đi xem mua rối nha con yêu. Đi thôi. Chắc con trai chúng ta vẫn còn sợ chuyện ở chợ. Con đã nói với cha mẹ đừng nhắc chuyện ở chợ nữa mà. Con xấu hổ, muốn đào hố chui xuống trốn luôn nè. Dân chúng đói khổ mà nhà quan huyện vẫn ăn ngon mặc đẹp, lại còn xem múa đối nữa. Mình phải điều tra cho ra lẽ. Quan huyện tham lam, dám lấy hàng cứu trợ từ kinh thành làm của đi. Ta sẽ trừng phạt hắn một trận nên thật. Có hàng cứu trợ của kinh thành rồi bà con ơi. Chúng tôi ở các làng xa đến đây, may quá đúng dịp quan huyện phát cứu trợ từ kinh thành. Vậy là sắp có gạo ăn, có hạt giống để gieo trồng rồi. Dân chúng nói quan huyện dán thông báo cứu trợ khắp nơi, còn mở kho nhà giúp dân, giờ làm sao đây ạ? Phá kho đi, làm nhanh lên, đến tay nhà vua thì nguy mất. Ông trời đúng là có mắt, ông trời có mắt mà con ơi. Mình phải lên kinh thành để nói cho vua biết quan lại với triều vua thật tham lam gian ác, để vua trừng phạt bọn họ. Cuối cùng mình cũng biết được nơi vua ở. Thật đẹp, thật hoành tráng. Các ngươi là đốc thúc quan huyện thu thuế nộp nhanh vào kho công.
Quyền nào không nộp đủ thì cách chức quan quyền đó ngay lập tức. Tâu bệ hạ, lũ lụt khắp nơi, dân chúng đói khổ, làm sao đủ thóc lúa đóng thuế ạ? Ta nói thu là phải thu cho đủ. Tâu bệ hạ, thần nghĩ người nên xuất kho công cứu trợ, giúp dân yên tâm cày bừa, khắc phục thiên tai thay vì thu thuế. Dân chúng nhiều nơi đói khổ phải dắt nhau đi xin ăn ạ. Ta đã cứu trợ đầy đủ. Nếu nơi nào dân chúng vẫn đói khổ, do quan huyện đó ăn bất của dân, cứ tìm xử lý cho ta. Tâu bệ hạ, thần nghĩ khó lắm ạ. Bệ hạ nghĩ có xử lý được hết không? Hãy người nhắm mắt làm ngơ để dân đói khổ. Ta là vua, để ngươi dạy bảo sao? Quân bay đâu? Nhốt hắn vào ngục, dám khi quân thẩm thương. Thần chỉ muốn tốt cho dân cho nước, mong bệ hạ xem xét. Quan lớn, quan lớn, ngài hãy tỉnh dậy đi. Quan lớn, ngài là thần tiên đến cứu ta sao? Xin quan lớn đừng quỳ. Tôi là người, tôi được tiên ông tặng áo tặng hình để làm việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Có phải ngươi làm quan giữ kho, bao nhiêu quân lính canh gác mà kho bị trộm lại nói là không biết là sao? Tâu bệ hạ, thần thật sự không hiểu tội trộm này đột nhập vào kho bằng cách nào. Tống giam hết lính canh cho ta, còn ngươi, ta giữ lấy mạng ngươi về điều tra cho ta, phải bắt bằng được kẻ trộm kho. Tâu bệ hạ, huyện X báo tin đã nhận được hàng cứu trợ của kinh thành và đang phát lương thực hạt giống cho người dân. Người dân ai cũng vui vẻ phấn khởi gửi thư cảm ơn người. Huyện X, ta nhớ mấy hôm nay đâu có xuất kho cứu trợ, tại sao lại có chuyện như vậy? Dạ bẩm, lâu lắm rồi không hề xuất kho cứu trợ ạ. Các ngươi mau đi điều tra việc này cho ta, kho công thì bị trộm, rồi còn mạo danh kinh thành cứu trợ khắp nơi. Nếu các người bắt được ta, ta sẽ còn trộm cho tới khi nhà vua chịu thay đổi, dân chúng được ấm no. Trộm, bắn lên đó, bắn lên đó. Thì ra là hắn đang mơ, làm tới hết hồn mà. Thôi thì đắp hình con bướm lên đây, nếu phần này không tàn hình được thì người khác nhìn thấy cũng sẽ tưởng là con bướm mà không nghi ngờ mình. Bao nhiêu quan quân canh gác ngày đêm mà kho công vẫn bị mất trộm. Đến lúc kho của ta không còn một đồng bạc nào để ban phát cho các ngươi nữa, các ngươi mới sợ sao? Nhưng mà dân chúng lại đang rất phấn khởi, đâu đâu cũng ca tụng người là vua của muôn. Bắt lấy nó, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Người hay ma thì mau hiện hình, không chúng ta chém. Ta là người mà, ta đang làm việc dễ giúp người dân nghèo, ta không phải người xấu đâu. Tốt hay xấu thì chúng ta cứ giải ngươi đến gặp nhà vua để người xét xử. Trói hắn lại, cất cái áo đó cẩn thận. Chúng ta giải hắn lên cho nhà vua xét xử, đòi lại công bằng cho các anh em đã bị nhà vua trách phạt. Người to gan, dám cướp kho của ta, còn mạo danh ta đi cứu trợ dân chúng. Tôi đến nhiều nơi, thấy người dân đói khổ, mà nhà vua quan lại chỉ biết dơ dét hưởng thụ, nên thay trời hành đạo. Sức ráo! Tôi chỉ nói những điều mắt thấy tai nghe, xin nhà vua hãy xem xét. Ngươi dùng cách gì để trộm kho của ta? Tiên ông cho tôi một chiếc áo tàng hình để làm việc nghĩa cứu dân. Chỉ có tôi mặc vào mới tàng hình thôi, tiên ông đã chọn tôi thay trời hành đạo. Nhốt hắn vào ngục. Đã bắt được kẻ trộm nhưng lòng ta vẫn không yên. Tâu bệ hạ, xin người hãy cho thần nói lời thật lòng. Người cứ nói, ta sẽ không trách tội. Tâu bệ hạ, tuy làm điều sai trái nhưng việc hắn làm lại giúp dân chúng phấn khởi, xã tắc yên ổn, muôn nơi ca ngợi người. Ta biết điều đó, nhưng trộm cướp là việc xấu, vẫn phải trừng phạt. Xin người giơ cao đánh khẽ, người nhân nghĩa như hắn có thể dùng vào việc khác. Tâu bệ hạ, nước láng giềng lại cho quân tràn qua cướp phá, quân giặc lần này rất đông và hung hãn. Nhanh, triệu tập các quan lại bằng cách chống giặc. Cướp sạch, phá sạch cho ta. Quân giặc kia, đó làm càn. Năm ấy, thế giặc mạnh, quan quân triều đình chống cự quyết liệt, người chết như ngã trà, ai nấy đều lo lắng không yên. Quà mất nước đang đến rất gần.
Tin bại trận liên tiếp đưa về, nhà vua lo lắng khôn nguôi, nhưng vẫn chưa có cách nào chống được thế giặc đang ngày càng mạnh. Chuột cắn phải không? Có vậy mà cũng hát ầm ĩ. Tôi bị nhốt lâu lắm rồi. Mấy người á, hãy nói với nhà vua, muốn xử tôi thế nào cũng được, nhưng mà phải xử nhanh lên. Nhà vua đang đau đầu lo chống giặc ngoại xâm, thời gian đâu xét xử một tên trộm như ngươi. Hả? Ngươi nói sao? Đất nước là bị xâm lăng nữa à? Mà ngươi ở đây sung sướng hơn bao nhiêu người rồi đó. Ngoài biên ải, bao nhiêu quân lính, bao nhiêu người dân đã chết. Xin hãy cho tôi được gặp nhà vua đi. Tâu bệ hạ, tôi muốn đi đánh giặc để làm công chuộc tội. Mình ngươi thì làm được gì? Bao nhiêu tướng tài lính giỏi của ta đã bại trận. Tôi tuy tài hàng sức bọn, nhưng tôi có cách để giặc lưu quân, mà quân lính của ngài không ai phải chết hết. Được rồi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi đánh đuổi được quân giặc, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Vậy xin bệ hạ, hãy trả áo tàng hình cho tôi. Áo tàng hình của ngươi sao? Ta sẽ trả. Ngươi còn cần gì nữa không? Dạ, xin bệ hạ hãy cho tôi mượn một thanh kiếm thật sắc và ra lệnh cho quân lính nghe theo tôi. Xin người hãy tin tưởng tôi. Được, hãy lấy áo tàng hình và thanh kiếm báo của ta đến đây cho ta. Tình thế cấp bách rồi, ta tin ngươi. Ngươi hãy mau chóng ra trận. Ta mong ngươi mang tin chiến thắng trở về. Tạ ơn bệ hạ đã tin tưởng. Nhà vua phong cho Triều làm hộ quốc tướng quân. Nghe tin Triều ra trận, người dân khắp nơi tìm đến và tình nguyện đi theo anh. Triều cho sắp xếp thành đội ngũ và cùng nhau lên đường. Khi nào thấy tướng giặc ngã xuống, ta giơ cao thanh kiếm lên, thì hãy cho đội quân của chúng ta xông lên chặn các ngã đường. Ta đi đây. Chúng ta sắp thắng rồi. Lúc đó thì tha hồ cơm no rượu say. Các anh em hãy xông lên đánh đuổi bọn xâm lược khỏi đất nước chúng ta. Xông lên! Nơi sợ hãi, chúng truyền tai rằng nước đại diện có thần tiên trợ giúp, vua nước láng giềng phải ra lệnh rút quân, biên giới bình yên, đại diện ta quyết giữ từng tấc đất không để giặc xâm phạm. Nhiều việc tốt cho dân cho nước. Triều được phong làm quan đại thần, lại được vua gả công chúa. Từ đó, người ta gọi anh là Quan Triều. Ngày nay ở Cao Bằng vẫn có đền thờ Quan Triều.